anh em hỏi mình về chăm chim thế nào để đá xe anh em, hoặc là dùng cám nào để có những chiến binh lấy giải tốt nhất nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách chăm chim để đá ô tô nha anh em. Anh em biết không, hiện tại thì bản thân mình cũng đang thèm lắm anh em, nhưng mà căng lắm không dễ tí nào. Mình muốn chăm chim để đi đá xe thì trên cơ bản mình phải có điều kiện anh em nhé, phải kinh tế mạnh, phải điều kiện, chứ không có ai mà con chim không ra gì mà anh em chăm rồi đi đá xe đâu anh em nhá. Anh em biết không, để mà có một cái giải, có những chiến binh mà đi đánh lấy được giải anh em, thì cái quan trọng nhất anh em nha, mình phải sở hữu được một con chim ok hắn anh em. Chứ chim mà không ok chẳng có loại chăm nào mà đi lấy giải đâu anh em ạ, cũng chẳng có sản phẩm nào lấy giải đâu anh em. Thực chất ra thì anh em biết không, mình chăm con chim nó tốt, mình chăm tốt, mình chăm đều tay thì con chim của mình nó sẽ tốt hơn thôi anh em, chứ không thể nào mà chăm chim mà có thể chăm từ một con chim không ra gì mà chăm được lấy giải đâu anh em ạ. Anh em hỏi mình á là dùng sản phẩm nào, mình chỉ có cười anh em. Thực chất ra anh em biết không, cám thì cám nào cũng ok hết, nhưng mà nó chỉ hỗ trợ phần nhỏ thôi anh em, chứ nó không có lớn đâu anh em. Cái quan trọng là mình phải có một chiến binh ok anh em ạ nhé. Anh em phải sở hữu một con chim ok trước hẳn. Rồi kế tiếp nữa anh em là chế độ chăm, chứ nhiều khi nhiều anh em bảo rằng là cứ đẩy nắng vào hoặc là bơm mồi tươi vào thì con chim của mình nó sẽ ok. Thì với mình nha anh em, đó không phải là vấn đề anh em. Anh em sở hữu một con chim ok rồi, anh em chỉ cần chăm một cái chế độ đều thôi, rồi anh em bổ sung thêm mồi tươi đều, trái cây đều nhá, rồi chế độ nắng đều là con chim mình sẽ ok anh em. Chứ làm gì có cái loại cám nào mà chăm vào đi lấy giải đá xe máy, đá ô tô anh em ạ, không có đâu nha. Chứ nếu mà mình nói thật với anh em, mà nếu mà bây giờ mà có loại cám đó thì mình cũng phải đi mua, mình không làm cám đâu. Thứ nhất, thứ hai là chắc chắn với anh em được rằng là bây giờ mình mà chăm chim để là đánh được chung kết thì mắc gì phải tốn tiền, anh em công nhận không? Về vấn đề nắng ấy, không phải là anh em chăm con chim mà anh em ép nắng con chim nó ok anh em nha. Với mình nha anh em, với mình khuyên anh em rằng là anh em nên phơi nắng sáng là được rồi, không cần phải phơi nắng chiều đâu. Tại vì là với những anh em mà người ta nuôi chim có kinh nghiệm á, thì người ta sẽ phơi nắng sáng là tốt nhất. Còn nắng chiều người ta chỉ canh cái nắng thật là dịu, người ta phơi trong vòng khoảng 15 20 phút thôi anh em. Chứ người ta không thể nào mà người ta phơi nắng mà chim lên lửa đâu anh em, nhiều khi phơi nắng quá con chim của mình nó còn tụt lửa nữa anh em ạ. Cho nên là đừng cứ phơi nắng sáng thôi, cái khung giờ mà mình phơi từ 7 giờ cho đến 8 giờ là nắng rất là đẹp nhá. Có hai cái ô tô thôi mà quá trời anh em muốn muốn mở nhé, mình thèm lắm anh em, đó là ước mơ của những nghệ nhân chơi chim anh em ạ. Nhưng mà không có đơn giản anh em, ăn thua là ông trời ông gửi tới tay ai là người phất thôi, cờ ở tay ai người phất thôi. Chứ còn ai mà không mong muốn anh em bỏ vé ra vài chục củ để mà mua cái vé đó thì ai cũng mong muốn hết anh em ạ. Nhưng mà khó lắm, bây giờ idol nhiều quá, nhiều anh em đầu tư chim mạnh quá, mình khó lắm, cũng cố gắng lắm mà không biết là thế nào đây. Thực sự ra thì anh em biết làm sao không, đối với lại những anh em mà đang là nghiện nhân nhá anh em, mà đặc biệt là những anh em đang làm kinh tế nữa, thì cái mong muốn anh em đá cái trống xe hoặc là chạm vào cái ô tô đó là mong muốn của tất cả anh em. Thì anh em thấy hiện giờ mà nếu mà những người mà mong muốn mà đầu tư hiện tại anh em, có những anh em mà đầu tư rất nhiều tiền đúng không, đầu tư rất nhiều tiền nhưng mà đâu có được đâu anh em thấy hiện tại mà cả nước mình chơi chim bao nhiêu nghệ nhân anh em nổi tiếng, nhưng mà để đá được ô tô thì mấy người anh em cũng nhận đâu. Mình thấy là mới có ở ngoài kia có Khánh này, có mấy người chứ mấy, Khánh rồi là Tuấn rồi Hiệp rồi là Thanh, mấy người thôi anh em, đếm trên đầu ngón tay nha anh em, chứ không có đơn giản tí nào. Hôm nay là mình mạo muội nhá, hôm nay mình mạo muội mình lên để chia sẻ cho anh em đá ô tô với lại đá chống xe anh em, mà đá nát cả tà chân ra rồi mà không đá nổi này. Thì hiện tại anh em, hiện tại vào cái thời điểm này là cái thời điểm mà quan
trọng là anh em. Đa số các chiến binh của mình bắt đầu đã hoàn thiện bộ lông rồi anh em nhá, đã hoàn thiện bộ lông rồi. Và cái quan trọng nhất là mình giữ được bộ lông thế nào là quan trọng anh em. Và hiện tại thì anh em biết là năm nay thời tiết nó rất là khó chịu. Năm nay thời tiết rất là khó chịu, cho nên là nhiều anh em hỏi mình về vấn đề mà tại sao con chim của mình năm nay nó hay bị ho nhiều anh em. Thứ nhất là hay ho nhiều. Thứ hai là con chim của mình hiện tại anh em là nó bị cái tình trạng mà rớt lông anh em nha, hoặc là bị bể mí nhiều. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ về vấn đề này anh em ha. Khi con chim đang đổ lông mà anh em mình chuyển đấy, nó rất là dễ bị đứng lông nha. Cho anh em chùm áo lại lui là điên em nhá. Anh em biết làm sao không? Con chim khi mà nó đang mà báo lông đổ lông mặn anh em đừng có đổi lồng hoặc là đổi cám hoặc là đổi chủ. Nó thay đổi những cái vị trí đó con chim mình rất là dễ bị đứng lông lại nha anh em. Thì anh em biết là năm nay anh em khi mà anh em đang là chạy theo kém rất là nhiều ấy. Và cũng có một rất nhiều anh em đang là ở trên TikTok đang nói về vấn đề là do chạy theo hãng kém. Thì bản thân mình cũng là một hãng kém mới ra anh em. Thì mình vẫn nói anh em rằng là khi mà anh em muốn đổi kém với những con chim mà nó đang là ổn định, anh em đừng có đổi, anh em đừng có chạy. Tại vì anh em biết không, khi mà anh em đổi một dòng kém nào đó qua anh em thì anh em phải mất một thời gian nha anh em, khoảng lẽ là mất từ ít nhất là một tháng con chim nó mới bắt đầu từ ổn định kém. Cho nên khi mà anh em cứ nghe anh em cầm con chim hay rồi, anh em cứ chăm đều tay thôi, khắc nó ok anh em nha, chứ không phải là chim anh em mà hay rồi anh em cứ đổi kém mà chim nó ok đâu, nó ổn định anh em. Anh em mà đổi kém nên đổi những con chim mà nó không hợp kém hoặc nó sập xà sập sình á, anh em phải đổi trước nha. Thứ hai là khi mà anh em dùng những loại kém nóng á, anh em phải chú ý cái lượng đạm cao á, mình hay nói lượng đạm cao á, thì anh em mình luôn chú ý đến vấn đề là mình phải điều anh em. Nhiều anh em mà đi nuôi xong rồi hiện giờ mình dùng kém dinh dưỡng cao á, mà mình hay chùm áo lồng nhiều anh em, đồ để nóng mình không có mở áo lồng nhiều á, dẫn đến tình trạng là con chim của mình nó rất là dễ bị cái tình trạng là bị bể mí, bị nó nóng anh em, hoặc là nó bị tức nhá. Cho nên là mình hay chia sẻ với anh em rằng là nếu mình chăm mình chưa kinh nghiệm mình để điều á, thì anh em nên nuôi những loại cám dưỡng anh em, để cho con chim của mình nó vào lửa tự do. Và tốt nhất anh em nên là ban ngày mở áo lồng ra nhá, nên mở áo lồng ra rồi cái chế độ mình chăm đều tay là ok anh em nhá. Chứ con chim của anh em mà cứ đổi nghe rồi đổi cám liên tục thì làm sao mà con chim của mình nó ok được. Mỗi một lần đổi cám như vậy nó mất cả 1-2 tháng nha anh em. Nếu mà anh em phải để ý con chim để chăm, ví dụ con chim của anh em mà nó hiền tính thì anh em dùng đậm đặc rất là ok. Còn ví dụ con chim của anh em mà tính nó nóng quá, anh em dùng đậm đặc thì anh em phải chú ý một điều rằng là chịu khó mở áo lồng ra thả qua lực. Đơn giản là khi mà anh em mở áo lồng ra thả qua lực, con chim nó bay nhảy nó sẽ ok nha anh em, chứ không ảnh hưởng gì đâu nhé. Tại vì là mình vẫn chia sẻ anh em rằng là cái hạt đậm đặc là mình dùng cho những con chim mà nó chậm lửa anh em, hoặc là những con chim lông của nó lâu ốp nhá, thì anh em dùng đậm đặc rất là ok, hoặc là trời lạnh dùng rất ok. Còn ở miền Nam thời tiết tốt thì anh em nên dùng dưỡng là ok rồi, anh em nuôi dễ chăm hơn. Tại thằng đậm đặc anh em biết làm sao lửa nó ảo nhiều hơn, tại vì anh em phải hình dung là khi mà con chim nó ăn lửa để nó ổn định nó phải mất một thời gian anh em. Trong khi anh em con chim mới ăn một tuần hai tuần mà nó hót nó ché, anh em nghĩ đó là lửa, anh em mang đi chơi thì đó là lửa ảo, đó là lửa thật đâu. Nhiều anh em đến bây giờ vẫn không hình dung được rằng là vào lửa là phải ép nắng hoặc là bơm cào cào, thì mình nói chia sẻ với anh em rằng là đó là một cách sai, không đúng. Anh em biết không, cái nắng để cho con chim tốt nhất đó là nắng buổi sáng thôi anh em. Còn nếu mà anh em phơi nắng trưa thì nên mở 50-50, nhưng mà anh em để ý rằng khi con chim nó há miệng chạy nắng là anh em mang chim vào cho nghỉ ngơi nhá. Anh em biết không, khi mà con chim anh em đang ổn định mà anh em ép nắng không để ý ấy, vô tình con chim anh em nó chơi tắm khô luôn đấy, nó gãy rỉa tắm khô luôn nha anh em, nó khô lông. Cho nên anh em mình đừng có ép nắng, anh em mình cứ phơi nắng sớm cho mình đi, một tiếng nắng sáng từ 7 giờ đến 8 giờ là cực kỳ ok. Còn nếu anh em mà cảm thấy mà muốn tập con chim của mình để nó chịu được cái nắng trưa nắng anh em, thì anh em nên 50-50, có làm mở áo lồng 50, và khi mà thấy con chim mình há miệng nha anh em là anh em cất chim đi, không nên ép. Tại vì cái nắng trưa nó cực kỳ nguy hiểm nha anh em, nó khô lông, nó làm chim nó tụt lửa thì có, chứ không phải là lên lửa đâu.
anh em phải hình dung được rằng là cái sức khỏe của con chim nó là lửa. Anh em chỉ cần chăm một cái chế độ đều nhá, tắm rửa này, nắng nôi, ăn uống đều và nghỉ ngơi thôi thì chắc nó vào lửa ok anh em. À, ví dụ như là miền Bắc anh em dùng đậm đặc tốt, miền Nam anh em dùng dưỡng là ok, nhưng mà trời lạnh anh em đổi ngang, anh em đánh đậm đặc vào sản phẩm mình, anh em đổ ngang bình thường anh em. Anh em biết không, nhiều anh em ở đây là cứ khi mà cứ nghe là đẩy, là mình gọi là vào lửa cho chiến binh, là bắt đầu anh em ép nắng thúc cào cào, đó không phải đâu anh em nhé. Anh em chỉ cần nuôi con chim của mình nó khỏe mạnh thôi nha anh em, là tự động nó vào lửa. Mình cứ nuôi lông tốt, mình nuôi một bộ lông nó khỏe, con chim nó khỏe mạnh thì nó vào lửa rất lẹ. Còn mùa lông mà anh em chăm con chim của mình nó bị suy yếu anh em thì con chim của mình nó sẽ vào lửa chậm. Cho nên là anh em cứ là ở đây anh em có những cái lầm thế này này, chùm áo lồng để chim vào lửa lẹ, ép nắng để chim vào lửa lẹ, bơm cào cào để chim vào lửa lẹ, thì ba cái này đều là không đúng, và đúng và không đúng nha anh em, đúng và không đúng, nó không hợp lý anh em. Có nghĩa là anh em biết không, ví dụ như là nắng đúng không, bản thân con trào màu nó cực kỳ cần nắng nha anh em. Cái mặt cái ngày hôm nay mà chỉ cần mà buổi sáng 7 giờ anh em mà trời đẹp nha anh em, là tự động con chim nó lên lửa rồi đó anh em, nó cảm thấy ấm trời là nó vào lửa rồi, mà trời mưa là khác liền. Cho nên là nó cần nắng nhưng mà không phải ép nắng anh em. Cái nắng mà cho con trào màu tốt nhất là luôn luôn là nắng sáng, còn nắng trưa mình tập từ từ anh em nhé, nó dễ há miệng lắm anh em. Mang con chim ra anh em không để ý là nó dễ bị há miệng và rất là nguy hiểm nhá. Con trào màu khi mà anh em bỏ ăn cào cào với trái cây nhiều quá nhá, nó có thể bỏ kém. Anh em để ý thử coi, khi mà anh em cho ăn trái cây cào cào nhiều quá con chim rất là dễ bỏ kém. Mà đặc biệt là khi anh em mà cho ăn trái cây nhiều này, cào cào nhiều này, mà chùm áo lồng lại nhé, đó là con chim mình nó rất là dễ bỏ kém. Cho nên anh em cho ăn vừa đủ anh em. Khi mà mình vào lồng lực á, mình tập á, thì anh em bơm cào cào ok. Nhưng mà khi mà anh em ra lồng nhỏ để và nuôi lửa anh em, thì anh em nuôi chế độ đều thôi. Vì anh em biết làm sao không, khi mà nó ăn nhiều á nha, nó dư, nhiều khi nó đi phân không tốt. Cho nên là anh em để ý là khi mà anh em cho ăn vừa đủ ấy, không ép ăn kém, nó sẽ ok nha anh em. Khi mà con chim của mình nếu có thời gian, nếu như anh em mà có thời gian để mà phơi nắng, thì cái nắng của buổi sáng là tốt nhất. Còn bây giờ mình đi làm mình không có thời gian, thì chắc chắn một điều rằng là anh em phơi nắng nào cũng ok hết. Nhưng mà mình nên để ý cái nắng. Khi con chim của mình nó há miệng, nó chạy nắng là anh em phải cho chim nó nghỉ, không được ép. Tại vì cái nắng gắt khi anh em ép như vậy anh em, nó vừa khô lông này, nó dễ gãy rỉa. Thứ hai là con chim của mình rất dễ bị ảnh hưởng đến đường hô hấp nhá. Nó há miệng ra anh em. Anh em biết làm sao không? Thực sự thế này là anh em này. Cái con chim ấy, thực sự ra các idol người ta chia sẻ đều ok hết anh em. Nhưng mà người ta chia sẻ theo cái con chim của người ta, mà con chim của mình nó không giống của người ta, mình chăm sao mà giống người ta được. Cho nên anh em biết không, năm nay mình tập trung mình chăm những con chim bổi anh em, để mình tìm hiểu thì mình thấy được rằng là mỗi một con chim nó có một cái cá tính không giống nhau đâu anh em nhé. Có con nóng, con hiền, con ở nhà chơi, con ở nhà không chơi. Đấy, con ra ngoài ở nhà không chơi, ra cậu chơi. Đó, nhưng mà con ở nhà chơi rất dữ, ra cậu lại không chơi, đúng nào. Cho nên là mỗi một con chim nó có một cái tính nết, anh em mình nên tìm hiểu đó nhé. Hoặc là ví dụ như chim lỗi, mấy hôm nay mình đang đăng cái bài con chim lỗi ngước của mình anh em. Mình nuôi nó từ hồi mà mình bắt nó về anh em, rồi bắt đầu đổ mùa lông nhá. Nó không có lỗi anh em. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình mở áo lồng ra, mình chăm chế độ nắng anh em, úi trời ơi, nó lỗi. Nó ngước không tưởng anh em ạ, một cái tội ngước không tưởng, mà mình chữa đủ hết các kiểu nó vẫn ngước. Cho nên là hiện tại thì quan trọng là bây giờ ra ngoài dàn con nó ngước nữa không nha anh em. Nếu ra dàn mà ngước là bỏ chim uổng luôn. Mình chăm con chim mình nên tìm hiểu nó nhá. Cái con chim mà nó vẫy đuôi ấy, trên cơ bản rằng là con chim mình nó yếu, nó chưa có lửa nên nó lắc, nó yếu là bình thường. Nhưng mà anh em biết không, mình có con mộc mới nhá, anh em mở ra rung cắn ghê lắm, rung. Nhưng mà khi mà nắng lên là nó hết, thì mình cũng cho nó uống canxi của người ấy. Nếu em đang dùng đậm đặc nhá, thì em chịu khó mở áo lồng, em đừng chùm áo lồng nhiều. Thứ nhất, thứ hai là về mảng trái cây thì anh em đừng có cần phải dùng phong phú nhiều. Một tuần anh em dùng cho mình chuối là chủ đạo, và ví dụ như 2 ngày cuối tuần á, anh em có thể dùng qua trái cây mát.
đó là đu đủ hoặc thăng long nha, mà đu đủ vừa chín tới thôi anh em. Về mảng cào cào anh em, về mùa tươi anh em một ngày anh em dùng khoảng cỡ 6-7 con là ok nha, dùng hàng ngày anh em. Nói gì thì nói anh em, về mảng mùa tươi anh em nên dùng đều, anh em đừng dùng cắt nhặt, có cái ngày nào cũng có hết anh em nha. Thế mà có ít ấy, thì ăn cho 3-4 con, còn nhiều thì 10 con đổ lại. Về mảng trái cây với lại mùa tươi anh em thì anh em nên rút ra cho mình vào buổi trưa nha anh em. Anh em biết làm sao không? Anh em nuôi con chim chào mèo, anh em đừng để trái cây qua đêm, vì khi mà anh em để trái cây qua đêm nó không tốt anh em nhá, nó ăn vào dễ bị đường ruột, dễ bị tụt lửa lắm. Cho nên là buổi trưa anh em rút ra cho ăn cám, ép nó ăn cám cho mình nha anh em. Chim mộc mới xong lông rừng thì làm thế nào để lên lửa? Anh em nuôi bình thường không làm thế nào hết anh em. Có nghĩa là anh em buổi sáng với những con mộc nhá, thì anh em không cần phải mở áo lồng, anh em cứ buổi sáng phơi nắng khoảng nửa tiếng, xong rồi cho trái cây, cho mùi tươi vào, chùm áo lồng lại, cất em ấy đi, cho em vào lửa lẹ. Khi nào nó căng hẳn lên nhá, thì mình từ từ mình cho đi dàn nhá, chứ không có vội vã đi dàn con bổi mới mà anh em chưa nuôi lên lửa lẹ, mà anh em đã mang đi anh em ép đi chơi dàn là hư đó. Anh em ơi, thế này, nếu mà mình khuyên anh em rằng mật ong anh em đừng uống, đừng lạm dụng uống. Anh em có thể ngâm cái mật ong đu đủ đúng không, xong rồi một tuần anh em cho uống một bữa, uống ít thôi anh em, uống trong vòng khoảng cỡ nửa ngày thôi anh em rút ra, không uống nhiều. Anh em biết làm sao? Mật ong thứ nhất nhá, nó nóng mà anh em, thứ hai rất là dễ xỉa nhà anh em, thứ ba rất là dễ quạt cầu quạt mỏ, cho nên anh em đừng có dùng. Anh em hạn chế, anh em dùng mật ong hoa đu đủ nhưng mà anh em dùng một tuần một lần thôi, hoặc là hai tuần một lần thôi anh em. Nó nóng lắm anh em ạ. Mình phải nói thế này này, về sản phẩm, đúng ra mình không nói về sản phẩm khác, nhưng mà bản thân mình nói với anh em rằng cám hiền là một trong những loại cám mà thông dụng. Anh em dùng, bản thân mình trước đây mình cũng dùng, nhưng mà mình có dùng bị hư chim mà do mình chưa biết chăm, hồi đó mình mới chơi chim mình bị hư anh em. Nó thế này là anh em, với cám hiền mình không để ý là số đâu, nhưng mà mình chỉ biết là dưỡng và đấu thôi. Mình dùng, mình trên hai loại, tại vì hồi mình dùng cám hiền là lâu rồi, thì anh em biết làm sao không? Cám hiền đằng dưỡng mình nghĩ ok đó anh em, tại vì anh em phải hình dung cái này này, khi anh em dùng một loại cám đấu hoặc là một loại cám nóng đậm cái lượng đạm cao thì anh em phải điều. Trước đây khi mà mình chưa giỏi về cái mảng chào mèo anh em, thì mình có học một số anh em lớn của mình chơi chim trước, thì anh em nuôi thế này này anh em này, có thể anh em nuôi thế này, người ta luôn luôn là nuôi loại dưỡng, người ta nuôi cám dưỡng thôi anh em. Với môn chơi chim thi và những anh em chơi chim thi thì người ta không dám dùng kích anh em, người ta nuôi con chim để cho nó vào lửa tự nhiên, nó vào lửa tự nhiên thì ta dùng dưỡng, đa số là dùng dưỡng anh em. Nhưng mà khi mà khoảng trước một tuần lễ người ta có kế hoạch cho con chim của ta vào lửa rồi chuẩn bị đi thi, thì mình thấy người ta trộn đấu, hoặc là người ta dùng đấu trước 3 ngày anh em, khi mà con chim của người ta đi thi về là ta giảm xuống cám dưỡng. Nhưng mà với mình bây giờ, mình bây giờ cách chăm của mình thì thế này anh em này, khi mà anh em dùng một loại cám nào đó thì anh em nên dùng dưỡng trước đi. Ví dụ như con chim của anh em nó hung dữ, tính nó nóng anh em, thì anh em dùng dưỡng, anh em đừng có dùng nóng. Còn với những con chim mà tính nết của nó hiền anh em nha, nó không có hung dữ ấy, thì anh em dùng cám nóng có thể ok nha anh em. Tại vì là đa số mình bị là bị những con chim nóng mà mình lại dùng thêm nóng nữa, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em biết không, khi mà mình dùng cám nóng thì mình phải cân bằng nó lại với trái cây mát, hoặc là mình mở áo lồng ra, mình thả qua lực, mình cho chim bay nhảy nha anh em, thì con chim mình sẽ ok. Ở đây anh em nuôi anh em không điều anh em, ví dụ như là anh em nuôi cám nóng đi, ví dụ anh em dùng cám hiền nóng đi, mình ví dụ vậy, mà anh em lại không có mở áo lồng ra, không tắm rửa đều nhá, rồi mình lại suốt ngày chùm áo lồng đi làm, không có thời gian em chùm áo lồng nhiều, thì con chim của mình nó rất là dễ bị bể mí, tại vì nó nóng. Mà khi mà nó nóng như vậy anh em biết đâu mình lại chùm áo lồng nữa, rồi bắt đầu khi mà anh em chùm áo lồng như vậy, con chim của mình á nó không hoạt động anh em, thì nó không đào thải hết được cái lượng đạm đó, nó dẫn đến tình trạng con chim nó bị cái tình trạng là bị hay rớt ba cái lông mắt này kia anh em nhá. Thì thực sự nó đơn giản lắm anh em, nó không khó đâu. Ví dụ anh em dùng cám nóng thì mình dùng trái cây mát, rồi mình mở áo lồng ra đấy cho chim nó bay nhảy, rồi để cái nơi mà mình để chim á, anh em đừng để chỗ nóng quá thì là ok anh em. Cái này mình chỉ có mình điều một chút, chứ nếu mà anh em mà cứ chăm sách vở quá
anh em cứ bơm đồ nóng vào mà anh em không cân bằng với đồ mát cho nó đấy, rồi anh em dùng cái cam nóng cho con chim nóng là thất bại rồi. Nóng đi mát anh em, hai cái để cân bằng lại với nhau. Con chim mát đó tính nết hiền thì dùng cam nóng ok, nhưng mà con chim mà tính nết nó nóng mà anh em dùng cam nóng nữa sao chịu nổi, đúng nào? Cho nên mình nghĩ cam hiền thì anh em dùng dưỡng là ok đấy, còn khi nào anh em điều, anh em chịu khó điều rồi chịu khó mở áo lồng ra thảo lực nó bay nhảy đi thì mình nghĩ là chuẩn ổn đấy anh em. Còn hồi xưa nha anh em nha, hồi xưa mình học là người ta chỉ cho mình là cứ nuôi cam dưỡng bình thường, nhưng mà ví dụ trước một tuần hoặc là bốn ngày ba bốn ngày mà gần ngày thi đấu ấy, thì người ta đẩy thằng đấu vào, người ta đẩy thằng dinh dưỡng cao vào đó, xong rồi đi thi về người ta giảm lại đó. Chim mà nó bị cắn chân nhé, vuốt lông nhé, thì anh em phải anh em nó phụ thuộc anh em, nó phụ thuộc ví dụ như anh em bơm cám nóng nha mà nó ngấm quá nha anh em, thì anh em phải có thời gian để xả cám. Có nghĩa với như con chim mà cắn chân vuốt lông này kia thì anh em đừng chùm áo nữa, anh em chùm áo nhiều con chim nó hư nó tức, tại vì con chim nó nóng anh em, bản chất nó tính nó nóng rồi, anh em này là nuôi cám nóng rồi anh em dùng những loại vitamin kích dục nữa đấy, rồi bắt đầu là anh em chùm áo lông nữa đó là sẽ bị. Thì với con chim của em bây giờ em chịu khó mở áo lồng ra, tắm rửa đều, hạ xuống cam mát, ăn trái cây mát nhá. Rồi anh em tắt riêng em ra nuôi một thời gian đi nhá, nó sẽ ok. Ở nhà mà chơi ấy, đang ngoài dàn không chơi là một chuyện rất bình thường, không có gì gọi là không bình thường nha anh em. Anh em biết là sao không? Cái con chim chằm mà nó chơi cộ. Anh em thấy có một số anh em nhá, là ta nuôi những con chim ma trắng nhá. Cái người ta mang đến cái cộ thì đó, người ta gửi ở đó, ta chăm ở đó luôn. Cho quen cộ luôn, người ta thi ra móc ra ta chơi luôn là nó không bị. Cái con chào mèo ở nhà nó chơi là tại vì nó quen nhà, nó quen cộ thì nó sẽ chơi anh em, nhưng mà khi nó ra ngoài nó sẽ khác. Nó có gọi là khôn nhà dạy chợ, mà một phần là nói như vậy cũng đúng nhưng mà không đúng, đó là anh em biết làm sao không, khi nó quen cộ nhưng mà khi anh em mang ra khỏi nhà nó lẹ nó không chơi. Cho nên là anh em nên tập với những con chim đó anh em chịu khó vác đi đường cho quen rồi mang ra ngoài cộ cho nó quen đi, vài lần nó sẽ chơi anh em. Nhưng mà những con chim mà bị như vậy thì anh em không nên ép ngay, anh em đi tập dàn, mình gọi là tập dàn từ từ anh em, nên cho nó đè chim từ từ nó chơi, chứ anh em mà mới mà đè và mới chim mặn nó đánh hết lên lửa luôn, tụt lửa luôn nha. Cái chuyện mà ở nhà chơi ra ngoài đường không chơi là chuyện rất bình thường nha.